Câu chuyện về ông Nguyễn Khoa Đăng. Nguyễn Khoa Đăng là một vị quan án có tài xét xử, được dân mến phục. Một lần, có anh hàng dầu gánh hàng ra chợ bán. Lợi dụng lúc anh bận đông dầu, có kẻ thò tay vào bị và lấy trộm tiền. Khi biết bị mất tiền, anh hàng dầu nhớ hồi nãy có một người mù cứ quanh quẩn bên gánh hàng. Anh đoán hắn là kẻ cắp, bèn đi hỏi người mù, nhưng hắn ra sức chối cãi. Hai bên không ai chịu ai, bèn dắt nhau lên quan án Nguyễn Khoa Đăng. Thấy người mù khăng khăng không nhận, quan mới hỏi: "Nhà ngươi có mang theo tiền không?" Người mù đáp: "Có ạ, thưa quan, đấy là tiền của tôi." "Hãy đưa ra đấy là của ai rồi sẽ rõ." Quan sai người múc một chậu nước, bảo với người mù bỏ tiền vào trong chậu. Một lúc sau, thấy trong chậu nước có ván dầu nổi lên. Người mù hết đường chối cãi, đành nhận tội. Quan nghi người này giả mù, bèn sai lính lấy roi da ra đánh. Lúc đầu, hắn chối cãi, nhưng chỉ sau ba roi đành phải mở cả hai mắt. Cũng vào thời đó, ở Quảng Trị, có truồng nhà Hồ là nơi mà bọn cướp hoành hành dữ dội. Để bắt bọn cướp, quan sai chế ra một loại hòm gỗ kín, có lỗ thông hơi, rồi cho quân sĩ ngồi sẵn trong đó. Quan lại cho đánh tiếng rằng đây là số hòm vàng bạc của một vị quan sắp ra bắt. Bọn cướp tưởng bở, rình lúc đoàn người đi ngang qua, bèn ra tay cướp lấy, đem về đến tận sao huyệt. Về đến nơi, các võ sĩ ngồi trong hòm bất ngờ xông ra. Vừa lúc đó, quân triều đình ập đến, bọn cướp đành phải chắp tay xin tha mạng. Nguyễn Khoa Đăng đưa bọn cướp ấy đi khai khẩn những vùng đất hoang, lập nên những làng xóm đông đúc. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng vì người bị mất tiền là người bán dầu, nên ắt hẳn trên đồng tiền sẽ dính dầu. Quan đem cho tiền bỏ vào nước, ván dầu nổi lên, đích thị là tiền của anh bán dầu. Tài tình hơn khi ông còn chỉ rõ ra rằng tên ăn cắp giả mù, vì nếu hắn mù thật thì làm sao hắn có thể lấy trộm tiền được. Khi trừng trị bọn cướp thì mưu kế của ông rất cao, làm cho bọn cướp bất ngờ, lại còn có sự phối hợp với quân triều đình, khiến bọn cướp trở tay không kịp, khiếp hãi xin hàng. Ý nghĩa của câu chuyện đó là ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng, thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.